Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ ba ngày 14 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghiệm thu mô hình sản xuất giống bí thơm Ba Bể. Bạch Thông bảo đảm an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở cao. Thưa quý vị khán giả, chiều hôm qua, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe công tác chuẩn bị lễ công bố thành phố Bắc Cạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sự kiến lễ công bố sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7, có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh và địa phương với số lượng khoảng 200 đại biểu. Nằm trong chuỗi hoạt động này, thành phố Bắc Cạn sẽ tổ chức trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các xã, phường. Mục đích là biểu dương ghi nhận những thành quả mà cán bộ, đảng viên, nhân dân, tổ chức cá nhân cùng chung tay nỗ lực hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Cạn tổ chức sự kiện này. Do vậy, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên ban tổ chức, tham mưu cho ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng chí đề nghị ngay từ bây giờ, các tiểu ban, các ngành và thành phố Bắc Cạn phải hoàn thiện chi tiết các nội dung, nhiệm vụ được phân công, đồng thời cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nội thị, cũng như chuẩn bị những điều kiện cần thiết để lễ diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhất. Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên vừa phối hợp với huyện Ba Bể nghiệm thu mô hình sản xuất giống bí thơm thuộc nội dung đề tài khoa học phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt. Mô hình sản xuất giống bí thơm được thực hiện với diện tích 1 hectare, trong đó diện tích ở xã Yến Sương 4.400m², xã Địa Linh 5.600m². Kết quả theo dõi, các chỉ tiêu cấu thành năng suất nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chí chọn giống phục tráng như khối lượng quả đồng đều, kích thước, chiều dài quả, đường kính quả phù hợp, năng suất đảm bảo theo yêu cầu. Trong đó tỷ lệ quả đủ tiêu chuẩn làm giống đạt 70%. Mô hình này đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn, duy trì giống bí thơm bản địa. Xã Yến Dương và xã Địa Linh sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn người dân sản xuất giống bí thơm áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật để giữ được giống bí thơm có chất lượng cao nhất. Chăn nuôi gia súc đang là hướng phát triển kinh tế được huyện Chợ Đồn khuyến khích người dân. Tuy nhiên hiện nay diện tích đồng cỏ tự nhiên đang có chiều hướng giảm. Trong khi đó, diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi chỉ khoảng 10 hectare. Hiện nay, diện tích cỏ được người chăn nuôi ở Chợ Đồn chủ yếu trồng là cỏ voi VA06, cỏ bắc trông, cỏ Gine. Đa số diện tích trồng cỏ được tận dụng từ các vùng đất hiệu quả, kinh tế kém. Để triển khai tốt đề án hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo, trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2025, huyện chỉ đạo các địa phương rà soát, bố trí quỹ đất để trồng cây thức ăn chăn nuôi. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng diện tích đất để trồng cỏ chăn nuôi và thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp, đất vườn tạp sang trồng các loại cây thức ăn chăn nuôi như ngô dày, cỏ voi. Những ngày vừa qua, mưa to kéo dài liên tục đã khiến cho huyện Bạch Thông bị thiệt hại về hoa màu, tài sản. Đặc biệt, nhiều điểm sạt lở đất gây ách tắc giao thông, sạt lở vào nhà dân, đe dọa đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Hiện nay, công tác khắc phục cũng như thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân được huyện Bạch Thông khẩn trương thực hiện. Đây là lần đầu tiên đồi đằng sau của gia đình ông Nguyễn Văn Khoa, thôn Khuổi Thiêu, xã Quân Hà bị sạt lở như vậy. Với khối lượng đất ước tính khoảng 3.000 mét khối, có thể đe dọa đến ngôi nhà mà đại gia đình ông đang sinh sống. Dự báo những ngày tới tiếp tục có mưa to, gia đình ông có thể sẽ sơ tán tạm đến nơi an toàn. Từ năm 89 đến 90 rồi nó mưa lũ khủng khiếp, nhưng đến năm nay thì nó lại càng cực đoan, cho nên là cũng không lường trước được vì khí hậu nó thay đổi quá. Nói chung đề xuất thì nói chung là tôi cũng ý kiến đến địa phương và để chuyển đổi mục đích, như là để tôi múc
hết toàn bộ đất này để chuyển xuống ao để làm đất vườn, nghĩa là để mở rộng cho cái nhà nó ổn định lại, không cũng chờ nó sập xuống đấy. Gia đình ông Mông Đức Tống ở thôn Hồi Chanh, xã Cẩm Giàng cũng bị đất sạt vào nhà, chuồng trại trong trận mưa mùng 10 tháng 6 vừa qua. Gia đình đã nhanh chóng di tản người và tài sản. Những thành viên trong gia đình không khỏi sống trong nơm nớp, lo sợ nhà sẽ sập xuống bất cứ lúc nào nếu tình hình thời tiết còn mưa kéo dài như hiện nay. Gia đình tôi cũng cảm thấy rất là hoang mang. Thứ nhất là ảnh hưởng đến tài sản, thứ hai là ảnh hưởng đến tinh thần là làm ăn trong gia đình, thứ ba là ảnh hưởng đến cái nếu mà còn sạt nữa là có nguy cơ là ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi mong muốn là các ban ngành vào cuộc để giúp gia đình tôi hỗ trợ di dời ra nơi ở mới để an tâm để làm ăn. Mưa bão kéo dài những ngày qua đã khiến cho 10 tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện bị sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến giao thông. Quốc lộ 3 đoạn từ thành phố Bắc Cạn lên đến thị trấn Phủ Thông cũng sạt lở ở nhiều vị trí với khối lượng đất lớn. Về thiệt hại khác, xã Cẩm Giàng có 2 nhà bị sạt ta luy dương khiến đất đá tràn vào nhà. Xã Tân Tú có khoảng 150 mét khối đất sạt đằng sau 3 hộ dân. Xã Nguyên Phúc có một nhà bị nước ngập vào nhà, sạt ta luy dương 5 tuyến đường. Gần 2 hecta ao bị vỡ bờ, hơn 300 mét vuông lúa không thể khắc phục do đất bùn vùi lấp. Ngay lập tức, các địa phương cử các đoàn đến kiểm tra, đánh giá tình hình và chỉ đạo người dân thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn. Những hộ mất an toàn phải có biện pháp di dời khẩn cấp. Trời mưa rất là to. Trên địa bàn xã Cẩm Giàng, chúng tôi cũng là một trong cái xã mà cũng bị ảnh hưởng tương đối lớn. Riêng về người thì không có thiệt hại, nhưng mà về nhà cửa, tài sản, rồi là hệ thống giao thông, thủy lợi thì cũng bị ảnh hưởng tương đối lớn. Chúng tôi cũng đang tổ chức cái đoàn để đi mà kiểm tra thực tế và chỉ đạo các thôn là tổng hợp cái số liệu nhanh để sơ bộ để mà chúng tôi có thể báo cáo về huyện nắm được cái tinh thần chung. Dự báo những ngày tới mưa bão sẽ tiếp tục kéo dài, lượng mưa lớn. Ngoài thực hiện các biện pháp an toàn tại gia đình, người dân cũng cần cẩn trọng khi tham gia giao thông, nhất là không nên đến gần những nơi có khả năng xảy ra sét đánh để đảm bảo tính mạng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài liên tục khiến khu vực khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Bắc Lạng, huyện Ngân Sơn do công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh khai thác đã xảy ra sạt lở khiến một người tử vong. Địa điểm xảy ra sạt lở là khu vực hầm lò nơi công nhân đang làm việc. Hậu quả anh LPL, sinh năm 1989, trú tại huyện Chợ Đồn bị đất đá vùi lấp và tử vong. Anh LMT, sinh năm 1975, trú tại huyện Chợ Đồn đang mất tích. Ngay khi xảy ra tai nạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời khẩn trương phối hợp với lực lượng cứu hộ của tỉnh để khắc phục hậu quả, tìm kiếm nạn nhân đang mất tích. Hôm qua trong ngày thi đấu đầu tiên sau khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, bộ môn điền kinh đã xác lập 2 kỷ lục mới ở 2 nội dung 100m cá nhân nam và 100m cá nhân nữ. Vận động viên lập kỷ lục mới của tỉnh ở nội dung 100m cá nhân nam là Nguyễn Thế Dương, huyện Ngân Sơn, thành tích 10 giây 83. Nội dung 100m cá nhân nữ, người lập kỷ lục mới là Hà Thị Phượng, huyện Bạch Thông với thành tích 13 giây 92. Ở bộ môn tung còn cũng đã xác định được các tấm huy chương. Trong sáng ngày hôm nay, các vận động viên tiếp tục thi đấu nội dung đôi nam, đôi nữ và đồng đội nam nữ. Đối với môn bóng chuyền, có 7 đội bóng chuyền nam và 6 đội bóng chuyền nữ tham gia đại hội. Trong ngày hôm qua, các đội đã hoàn thành 7 trận đấu vòng bảng. Các trận đấu diễn ra với chất lượng đồng đều và có nhiều trận kịch tính, giằng co. Ngày hôm nay, nội dung bóng chuyền sẽ diễn ra 4 trận của nữ và 3 trận của nam. Các trận đấu diễn ra trong khung giờ từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối hàng ngày. Hết ngày hôm nay sẽ xác định được các đội giành quyền vào vòng bán kết. Công an tỉnh vừa tiến hành trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vừa qua tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, công an tỉnh phát hiện xe ô tô do Lý Văn Vũ, sinh năm 1992, trú tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn điều khiển theo hướng Cao Bằng, Hà Nội. Trên xe chở 4 người Trung Quốc và xe ô tô do Lê Huy Du, sinh năm 1994, trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển theo hướng Cao Bằng, Hà Nội. Trên xe chở 3 người Trung Quốc. Tất cả các trường hợp trên đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam.
Tại cơ quan công an, Lý Văn Vũ khai nhận được Trần Văn Ngân, sinh năm 1986, trú tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, thuê chở khách người Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội. Trước đó, Vũ đã có 2 lần đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được trả công 15 triệu đồng. Sau khi cơ quan công an triệu tập, Trần Văn Ngân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Lý Văn Vũ và Lê Huy Du cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối với 7 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, công an tỉnh đang tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng trao trả theo quy định. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.